Quay video mà thuộc kịch bản là xưa rồi. Quay video không cần thuộc kịch bản. Vào đây, mình chỉ cho ha. Rồi ha, bây giờ các bạn mở điện thoại lên. Tải cho mình ứng dụng cấp cấp. Tiếp tục các bạn chuẩn bị cho mình một cái kịch bản ha. Mình để ở trên Zalo, bây giờ mình copy nha các bạn. Rồi, các bạn bắt đầu mở cấp cấp lên. Các bạn chọn là máy ảnh. Ở phần máy ảnh này các bạn thấy là máy nhắc chữ nè, các bạn ấn vào. Rồi các bạn chọn cây viết. Ở đây thì các bạn chọn xóa tất cả nè. Rồi các bạn dán cái kịch bản vào đây. Nó, các bạn chọn chữ đã xong. Rất đơn giản nha các bạn. Các bạn ấn vào góc phải đây nè. Cái này là điều chỉnh tốc độ nhanh chậm nha các bạn. Còn cỡ chữ đây, điều chỉnh chữ lớn nhỏ tùy theo cái cách cài đặt của mình, sao cho nó dễ, nó phù hợp. Rồi, công việc của các bạn ấn cái video và quay rất là đơn giản nha các bạn. Rồi ha, mình xin tạm dừng video đây. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video kế tiếp của mình.